Rồi chào các bạn nha. Rồi, chia sẻ cho các bạn thêm một cái câu lót, một câu một thôi. Hôm nay mình học đúng một câu thôi. Nhưng khi mà mình hát mình nghỉ nhịp là mình gì đó mình sẽ chêm cái câu này vô. Đó, mình đi thử cho các bạn coi nè nha. Đó. Câu này nó hơi dài cho nên nó là mình sẽ học riêng. Đó, một câu thôi các bạn. Nó cũng giống như bao cái điểm khác thôi, nhưng mà nó hơi dài. Mình hát một cái đoạn nào đó đi. Từ tiền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoài ô, thấy lòng thương phố bờ. Đó, khi ví dụ khi mà hết đi mình, ở chỗ này mình sẽ ngưng một khuôn thì mình sẽ điểm nó vô luôn. À, lòng thương vô bờ tà ta rát là si đô. Đó, lên liền là si đô. Rồi biết không, sau khi mà là si đô xong á là các bạn phải hoàn thành ráp được cái hợp âm đô trưởng vô, là mình thả từ dây 4 xuống dây 2 luôn. Đó nè, là si đô mi sòn. Đó, mi sòn đô sòn. Đó, mình lót nó lên luôn nè nha các bạn. Là si đô, rồi ráp một âm đô vô, nguyên một cái âm đô trưởng luôn, rẽ từ dây 4 xuống dây 2 nha, cho nó buông xuống đi từ từ thôi nè. Nè, mi sòn đố à, không là cái những cái nốt này đó là theo cái hộp âm đô trưởng đi tự nhiên xuống nghe các bạn, rồi bắt đầu xuống tới dây 2 thôi. À, tới nốt đố này mình lên, nói lên từ dây 2, nói lên dây 6 nè. Đố sòn, đúng không? Đố sòn, si là. Đó, mình đi chậm lại nó nè nha. Là si đô mi sòn đố sòn, si là. Đó, tìm thấy nó rất là phức tạp, nhưng thực sự ra nó là nguyên một cái hộp âm đô trưởng, mình thả dây xuống từ từ xuống tới dây 2, mình nói lên dây 6 là nó xong. Cho nên nó cảm thấy nó nhiều nha các bạn. Nè mình đi chậm nè. La si do mi son do son si la. Đó, khi mà mình bấm rất là si do này á, là cái phím mình á là nó đang ở dây 4 rồi, mình thả xuống luôn. Ta thả từ dây 4 xuống dây 2 nè. Nè, 4 3 2 son si là. Đó, bây giờ mình không cần phải đếm nốt luôn, mình đếm dây thôi cũng được nữa, tại vì cái đó nằm trong cái hộp âm đô trưởng nha. Là si đô 4 3 2 6 5 5. Đó, thì lên dây 6 có nghĩa là lên dây 6 mình lên là lên cái có nốt sòn nha các bạn. Ha, đó, mình hát bài nào cũng vậy đó. Khi mà nó ngưng đoạn, nghỉ đoạn hay là mình dạo gì đó, mình sẽ đưa nó vô. Nó vừa tờ ta rát xuống một cái thôi, vừa tờ ta rát xuống một cái là mình lên nó liền. Đó, nhưng mà bài để mình kiếm cái bài mà nó có nghỉ khuôn nha các bạn. Như mà nè, đã lâu rồi đôi đứa cánh đôi nơi, tờ duyên xưa còn hay mất. Đó, chẳng hạn, nói chung là nó ngưng nó nghỉ thì mình sẽ chim vô. Đó, mình thay đổi, mình phải biết kiểu này, mình biết kiểu kia, mình thay đổi nó vô. Đó, rồi đó. Rồi, mai trường ơi, em tôi còn học nữa hay ra đi từ đô nào. Đó, thấy không, nó rất là nhiều câu, là mình biết cái câu này xong xuôi mình điểm nó rồi, qua cái đoạn phân khúc sau là mình sẽ chìm cái khác vô, cái khác vô cho nó hay nha các bạn. Đó, bất kể bài nào đoạn nào cũng được hết trơn, không phân biệt là phải cái bài này là phải cái câu lót này, cái bài kia là phải cái câu lót kia, mình biết cái câu nào thì mình thay đổi câu đó vô. Đó, mình làm lại một lần nữa nha các bạn. Nè, la tờ ta rát. Đó, là si đô 4 3 2 sòn si la. Đó, thì cái này là dễ nhất rồi đó. Đếm dây đi, mình đưa cái thằng là si đô không xuống là hộp âm đô trưởng mình cũng phải hoàn tất.
Mình mới đưa là 4, 3, 2 Sòn, Si, La. Đó, rất là dễ nha các bạn. Đó. Rồi bài mình đi mẫu đi. Gần kề lối xóm có cô bạn thân, sớm hôm lo sắp đèn. Đó. Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến mai sau. Nhưng đêm thân thân mơ ngàn, nghe lòng thương nhớ biết rằng mình yêu. Đó, thấy các bạn, bất kể cái chỗ nào mà nó ngưng nghỉ gì đó, các bạn muốn chim cái này vô bất cứ lúc nào cũng được nha. Cái này á thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip là chiên một câu này thôi. Mỗi một ngày mình sẽ có một cái clip nhỏ, một câu nhỏ như vậy. Tích tiểu thành đại ha. Đó. Rồi thôi, clip hôm nay mình sẽ làm một cái nhỏ như đây thôi cho các bạn luôn nha. Clip sau mình sẽ kiếm một cái câu lót khác mình hướng dẫn tiếp nha các bạn. Còn các bạn nào ở xa thì mình hướng dẫn, mình chia sẻ cho lên YouTube. Còn các bạn nào ở gần đây mà có điều kiện mà muốn chơi đàn theo phong cách của mình á, thì các bạn xuống đây nha, xuống tiệm mình nha, tiệm Dũng Guitar số 49 Nguyễn Thực nha bạn, phường 2 quận 3 nha. Rồi ok, chào các bạn.